Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 45, phẩm trụ xứ của các Bồ Tát thứ 32. Bấy giờ Đại Bồ Tát Tâm Vương ở trong chúng hội bảo các Bồ Tát rằng Phật tử phương Đông có nơi gọi là núi tiên nhân. Từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát đang ở trong đó. Hiện có Bồ Tát tên là Kim Cang Thắng. Với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát 300 người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói Pháp Phương Nam có nơi tên là núi Thắng Phong, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó, hiện tại có Bồ Tát tên là Pháp Huệ, cùng với quyến thuộc của ngài, các chúng Bồ Tát 500 người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói pháp. Phương Tây có nơi gọi là núi Kim Cang Diệm, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Tinh Tấn Vô Ý Hành, cùng với quyến thuộc của Ngài và các chúng Bồ Tát, 300 người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói Pháp. Phương Bắc có nơi gọi là núi Hương Tích, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Hương Tượng cùng với quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát, ba ngàn người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói Pháp. Phương Đông Bắc có nơi gọi là núi thanh lương từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó hiện tại có bồ tát tên là văn thủ sư lợi cùng với quyến thuộc của ngài các chúng bồ tát một vạn người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói pháp giữa biển có nơi gọi là núi kim cang từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó hiện tại có bồ tát tên là pháp khởi cùng với quyến thuộc của ngài các chúng bồ tát trăm người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói pháp phương đông nam có nơi gọi là núi chi đè từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó hiện tại có bồ tát tên là thiên quan cùng với quyến thuộc của ngài các chúng bồ tát một ngàn người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói pháp phương Tây Nam có nơi gọi là núi Quang Minh. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Hiền Thắng. Cùng với quyến thuộc của Ngài, các chúng Bồ Tát, ba ngàn người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn nói Pháp phương tây bắc có nơi gọi là núi hương phong từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó hiện tại có bồ tát tên là hương quang cùng với quyến thuộc của ngài các chúng bồ tát năm ngàn người tụ hội thường ở trong đó mà diễn nói pháp ở giữa biển lớn lại có trụ sứ gọi là trang nghiêm quật từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó phía nam tỳ xá ly có một trụ sứ tên là thiện trụ căn từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó thành ma độ la có một trụ sứ tên là mãn túc quật từ xưa đến nay các chúng bồ tát thường ở trong đó